Đinh Quang thấy kính chào quý khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 2 tháng 8 năm 2017. Chỉ hai ngày sau khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam loan báo rằng Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú ngay tại Bộ Chỉ huy Công an tại Việt Nam, thì sáng hôm nay Bộ Ngoại giao Đức đã chính thức loan báo rằng Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ của Công an Việt Nam bắt cóc ngay tại một cái công viên ở Ba Linh. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã gửi một cái công hàm cho Tòa đại sứ Cộng sản tại Đức và yêu cầu rằng nhân viên mật vụ phụ trách an ninh của tòa đại sứ phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Phát ngôn viên tòa đại sứ Đức nói rằng việc bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ của nước Đức đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp chưa từng có của nước Đức và ngay của cả quốc tế. Vì hậu quả của hành động hoàn toàn không thể chấp nhận này, cho nên nước Đức tuyên bố là không thừa nhận đại diện của mật vụ Việt Nam tại sứ quán và ông ta phải rời khỏi nước Đức trong 48 tiếng đồng hồ. Đó là bản tin của đài BBC London ban Việt ngữ. Trong khi đó thì hãng tin Reuters của Anh đưa tin rằng Ngoại trưởng Đức đã triệu hồi đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Berlin đến để làm việc về vấn đề này. Trong khi đó thì báo chí thì nước Đức đồng loạt đăng tin về vụ bắt Trịnh Xuân Thanh và có báo bình luận rằng đây sẽ là một cái sự kiện tác động rất lớn đến quan hệ chính trị giữa hai nước. Trong khi đó thì một cái bản tin online nói rằng vụ này là một vụ nổ lớn về chính trị. Các phóng viên của nước Đức hiện nay đang đặt câu hỏi về danh tính cũng như thân thế của một người phụ nữ được cho là đã bị bắt cóc cùng với Trịnh Xuân Thanh. Thưa quý khán giả, Trịnh Xuân Thanh là một trong những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chạy ra khỏi đất nước và lần khuất đâu đó ở Âu Châu. Nhưng mà bây giờ người ta biết là sống tại nước Đức với cái tội danh bị nhà cầm quyền cáo buộc là tham nhũng và làm thất thoát nhiều trăm tỷ đồng khi ông ta cầm đầu cái tổng công ty xây lắp dầu khí là một công ty của tập đoàn dầu khí Việt Nam do Đình La thằng lãnh đạo chính tổng bí thư cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố rằng bằng mọi giá phải bắt cho bằng được Trịnh Xuân Thanh dẫn độ về Việt Nam thành ra bây giờ khi mà chính phủ Đức loan báo rằng Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại công viên ở nước Đức rõ ràng là một cái tát trái vào tất cả những tin tức mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra, nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã tự ra đầu thú. Liên quan đến chính trị tại Hoa Kỳ thì ngày hôm qua với tỷ số phiếu là 92 phiếu thuận và chỉ có 5 phiếu chống thôi, thường viên của nước Mỹ đã bỏ phiếu chuẩn thuận Tân giám đốc của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đó là ông Ray À, thưa quý vị ông christopher ray uh, trong cái uh, phần mà thuyết trình trước của ủy ban uh, tư pháp và, và của thượng viện mỹ ông nói rằng ông chỉ trung thành với hiến pháp của hoa kỳ và trung thành với luật pháp được quy định bởi nước mỹ mà thôi ông cũng nói rằng ông sẽ làm việc không có một nỗi sợ hãi nào cả và không có một thiên vị với bất kỳ một đảng phái chính trị nào ngay cả tổng thống và ông không để cho ai ảnh hưởng đến công việc của ông cả Ông Christopher Ray uh, từng làm cho Bộ Tư pháp của nước Mỹ trong thời Tổng thống George W. Bush từ năm 2003 cho tới năm 2005. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Red Tillerson ngày hôm qua trong một cuộc xuất hiện rất hiếm hoi trước báo chí ngay từ Bộ Ngoại giao của nước Mỹ ở thủ đô Washington. Ông nói rằng, uh, We are not your enemy, North Korea. Tức là ông nói rằng, uh, Bắc Hàn, nước Mỹ không phải là kẻ thù của quý vị và ông nói rằng hiện nay đó thì đã có nhiều cái cân nhắc liên quan đến một cái giải pháp quân sự để mà nhằm mục đích ngăn chặn cái tham vọng uh, nguyên tử của Bắc Hàn nhưng mà ông tin rằng uh, nếu mà đôi bên tìm một cái um, thỏa thuận bằng cách ngồi xuống nói chuyện với nhau đó thì uh, hy vọng tình hình sẽ tốt đẹp hơn ông nói rất rõ quan điểm của Hoa Kỳ là không tìm kiếm cái sự thay đổi chế độ từ Bắc Hàn không tìm không mong có một cái sự sụp đổ của chế độ Bắc Hàn và đồng thời ông sẽ ông nói rằng Hoa Kỳ không muốn tìm một cái giải pháp quân sự vượt quá khỏi um, vĩ tuyến 38 tức là làn ranh chưa đôi giữa Nam và Bắc Hàn cái điều này cũng trái ngược với cái lời tuyên bố của ông cách đây ít lâu ông nói là Bắc Hàn quả tình cái hành động mà thử thử hòa tiến không thể nào chấp nhận được cũng liên quan đến Bắc Hàn thì thưa quý vị nghị sĩ Graham, Lindsey Graham là một thành viên quan trọng của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Quân vụ của Thượng viện ngày hôm qua nói chuyện với báo chí ông nói rằng có vẻ như chỉ còn một giải pháp duy nhất để giải quyết cái tình hình mà căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên do tham vọng nguyên tử của Kim Jong Un đó là một giải pháp quân sự. trong khi đó thì sáng ngày hôm qua ông trả lời một cuộc phỏng vấn của đài NBC News trong chương trình Today Show Ông nói rằng đích danh Tổng thống Donald Trump đã nói với ông Lindsey Graham rằng uh, Nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra đối với Bắc Hàn thì nó sẽ là một sự hủy diệt Và người ta chết ở Bắc Hàn chứ không ai chết trên đất Mỹ cả Ông Graham nhấn mạnh rằng He, he told me that to my face Tức là Tổng thống đã nói như thế vào tận mặt của tôi À, Bắc Hàn hôm thứ Sáu vừa qua đã thử một cái hỏa tiến ngay trong cái vùng uh, của Nhật Bản. Và sáng hôm nay thì hãng tin UPI mới cho biết là một chiếc máy bay của Air France chở 300 hành khách cất cánh từ Tokyo trên đường bay đi Paris đã lọt vào đúng cái không phận mà Bắc Hàn thử hỏa tiến. Và cái quả hỏa tiến của Bắc Hàn rơi xuống biển rồi thì 10 phút sau chiếc Air France xuất hiện trên bầu trời đó. Đây là một vấn đề gây quan ngại cho an toàn hàng không. À, phát ngôn viên của Air France nói rằng à, họ không cảm thấy à, à, an toàn của chuyến bay đã bị à, à, ảnh hưởng thế nào cả và họ đã tuân thủ tất cả những luật lệ về quy định hàng không khi một bay ngang qua một cái khung phận của nước bạn à, tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ thì có một quan điểm khác hẳn phát ngôn viên của ngũ giác đài nói rằng khi mà một cái chiếc hỏa tiến bay lên trên trời trong một không phận mà dày đặc những chuyến bay của um, chở hành khách lại chuyến bay hạ dân sự đó thì đây là một cái điều rất nguy hiểm đó là chưa kể sau khi lên trời xong thì cái chiếc hỏa tiễn nó sẽ rớt vào một cái vùng biển của nhật bản mà dày đặc những cái chiếc tàu thương mại chở hàng cũng như là những cái tàu chở hành khách và tàu đánh cá thì đây là một cái hành động không thể nào chấp nhận được và cũng liên quan đến máy bay không quân của Hoa Kỳ loan báo cho biết là đang thương lượng để mua lại của nước Nga hai chiếc Boeing đây là hai chiếc Boeing mà một cái um, hãng hàng không của nước Nga đó là hãng Transaero uh, mua vào năm 2013 họ đã đặt tiền cọc tức là down payment nhưng mà sau đó nhà băng đó bị uh, thua lỗ không có đủ tiền trả khi mua hai chiếc 747-8 và nhà băng đã khai phá sản cho nên bây giờ không quân Hoa Kỳ muốn thương lượng mua là hai chiếc đó, thưa quý vị để làm gì để dùng trở thành chiếc Air Force One trở tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ chiếc Air Force One hiện nay đang chờ tổng thống Donald Trump đã trải qua bốn đời tổng thống George W. Bush, tổng thống Bill Clinton, tổng thống Barack Obama và bây giờ tới ông tổng thống Donald Trump. Trước đây thì ông Donald Trump đã bãi bỏ một cái thương lượng về một cái hợp đồng với công ty Boeing để làm một chiếc Air Force One trị giá lên tới 3 tỷ 200 triệu Mỹ cơm. kim. Ông nói giá tiền đã cao quá. Trong khi đó thì cái giá một chiếc 747-8 do Boeing xây Uh, xây dựng đó, và lắp ráp tùy thuộc vào cái trang bị bên trong cũng như số lượng đặt hàng thì một chiếc như vậy chỉ có giá 380 triệu mà thôi. Và hôm nay lại thêm tin một máy bay nữa. Uh, chiều ngày hôm qua vào lúc 2:30 phút tính theo địa phương tại California, ngay tại phi trường San Francisco miền Bắc California. Uh, trong khi một cái chuyến bay của hãng Copa Airlines bay um, từ Panama đáp xuống phi trường San Francisco và đang chờ ở trên phi đảo để vào cái chỗ đậu của mình thì một cậu bé 17 tuổi không biết vì lý do tại sao đó cậu đã mở cửa ra mà lao xuống mặt đường nhựa có người trông thấy và gọi cảnh sát thì cảnh sát đến nơi bắt ngay tại chỗ cậu bé này không bị thương đây là một công dân hoa kỳ và đi người là du hành có một mình thôi cảnh sát giờ phút này đang điều tra thì xem cái động cơ nào đã khiến cho cậu nhảy ra khỏi một chiếc máy bay mà trong lúc nó đang chạy để mà vào cái chỗ đậu của hãng Copa Airlines. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.